Chào tất cả anh em nha. Chào bác Hưng Trần, chào bác Kim Hoàng, chào bác Lộ Hà. Chào bác Vi Trinh Hoàng nha, chào bác Thắng Văn, chào bác Kiều Nhật Cường. Chào bác Phi Nguyễn Văn, chào bác Kiều Trang. Chào bác Nguyễn Đình Nhớ nha, chào bác Đức Nghĩa Lê. Chào bác Hoàng Hạnh. Chào bác Chiến Nguyễn nha. Chào tất cả anh em đam mê. Vâng, chào bác Kiều Nhật Cường ạ, chào bác Lê Sơn, chào bác Hưng Thạch Văn, chào bác Trần Văn Đống nha. Chào bác Tô Đường, vào live luôn ở bác, cảm ơn bác Tô Đường nha. Chào bác Dương Nông. Chào bác Ngũ Ông Phố Núi nha. Chào bác Nguyễn Tuấn Hiếu. Chào bác Quốc Trinh Nguyễn, chào bác Phúc Trần Văn nha. Sao tiếng bé vậy thầy? À, em thấy bình thường mà. Để em chỉnh cái mic. Anh em thấy tiếng to hơn chưa? Anh em thấy tiếng to chưa anh em? Chào bác Khương Nguyễn nha, chào bác Chí Thuật Lê, chào mốt chào anh, chào anh Bình Dương nha, chào bác Đà Sĩ Đào Tiến. Ok bạn thầy, dạ em thấy bình thường mà. Chào bác Tuấn Nguyễn nha. 60 chào anh Lập nha, chào anh em Đồng Nai nhá. Chào bác Phi Nguyễn Văn, chào bác Luân Lê nha, chào bác Phi Hoàng. Nguyễn Tuấn Hiếu like không ngớt liên tục là mình đấy. Cảm ơn bác Nguyễn Tuấn Hiếu nha, chào bác Phúc Nguyễn. Đã là chào thầy, chào bác Đỗ nha. Chị Nguyễn chim thanh long 1 tháng rưỡi có nhanh không anh? À, vậy có sao không? À, cái này thì về nguyên tắc thì những con chim mà thanh long tầm 1 tháng rưỡi thì là thuộc dạng là thanh long nhanh, bác chị Nguyễn nhé. Chứ còn về sao hay không sao thì quan trọng vẫn là cái chế độ để mình bồi bổ cũng như là mình thúc đẩy con chim, đó là chuyện bình thường. Và thông thường những con chim mà cơ địa tốt thì bao giờ nó cũng thanh long nhanh nhé. Dạ, những con chim mà ú nước nhiều thì em thông thường em sử dụng 3 phương pháp. Hai phương pháp đầu tiên đó là em dùng cả đọt ổi và đọt cộng sản, thì em giã đọt ra, sau đó em pha với một số hạt muối sống vào và pha với nước ấm cho chim uống hàng ngày, bác Đông Dương nhé. Còn một cách nữa đó là dùng cái quả mùng tơi chín giã ra lấy nước cốt tự nhiên cho chim uống nha. Chim mắt lồi gột chưa được không thầy? Dạ, về những con chim mắt lồi thì thông thường những con chim rất là khó thuần, nhát rất là lâu, nhưng mà những con chim này thì nó chơi rất nhanh nhưng mà ít có con bền nhá. Chơi nhanh chơi đẹp nhưng ít có con bền nhá. Văn Anh Nguyễn, chú Lập, thuốc kiến của chú có phải pha với nước không hay cứ thế cho kiến ăn? Vâng, cứ để cho kiến ăn thôi, tức là bác cứ gách thuốc ra, sau đó bác rắc ở những nơi có kiến thường xuyên bỏ qua cho nó ăn là tự nó chết bác nhá. Đúng rồi bác Dung Nguyễn ơi, chuẩn luôn. Tức là những con chim mà thường xuyên chép miệng này, kiểu có vẻ khàn và ít sổ và nghe giọng nhỏ, đó là con chim có liên quan tới hệ hô hấp và cái dây thanh quản nó nha. Thì cái này bắt buộc bác phải vương ho nha. Chào bác Thanh Thanh. Like luôn đi để Lập nhớ phải nhắc. Cảm ơn bác Đạt Phan nha. Chào bác Nam Quang, chào bác Honda Cộng Huệ nha. À, Xuân Nguyễn, anh cho em hỏi con mộc của em chăm lông bằng cám quang dưỡng Quang Nguyễn, song lông thì cho ăn gì? Và của Quang Nguyễn ạ. Vâng, song lông thì bác nên có thể tăng lên đấu nhá. Và kết hợp với thảo dừa, bác Xuân Nguyễn nha. À, Trung anh ơi, chim hôm em hỏi anh, con mộc hiện tại nhà ngoài nhà thả lồng lực, người vào vẫn ngoái, làm thế nào để chỉ anh nhỉ? Người không vào thì không được gì không? Tất cả những con mối già mà nó ngoái người đó là chuyện bình thường. À, tại vì cái này bác không thể mà khắc phục được, tại vì đây là cái bản chất của chim, nó già rừng nó nhát thì đứa sinh ra ngoái bác Trung Anh nhá. Thế nhưng mà với cái điều kiện đợt cần và đủ là đó là ra giàn đấu không ngoái là được bác Trung Anh nhá. Chứ còn
Đối với em thì em không quan tâm tâm về vấn đề mà ngoái ngửa xuống bố, em chẳng quan tâm gì cả. Cái đấy thì đơn giản. Và cái quan tâm nhất đó là ra giàn đấu không. Đấy. À bác nên rượt rãi, bác ép nắng lại cho nó tụt lửa, bác Hưng Thạch Văn nhá. Nên rượt rãi dày vào cho em nhá. Cứ hai ngày bác vác là bác quánh nhân trận một lần để cho nó tụt lửa hẳn. Bác Hưng Thạch nhá. Chào bác Phi Bạch nhá. Chào bác Hiệp Lưu. Chào bác Hoàng Minh nhá. Chim bị bó lông giờ chăm như thế nào để xóa sạch bị không bị lông hay lớp? Dạ cái này thì có phụ rất nhiều vấn đề mà cực kỳ vất vả. Thứ nhất là phụ thuộc vào yếu tố cơ địa con chim. Có nhiều con chim cơ địa nó cực kỳ khó đổ lông. Đấy, thứ nhất là này, về bản tính hung dữ và giữ lửa. Đấy. Thứ hai là về cái môi trường ở nhà bác. Đấy. Có nhiều anh em mà ở khu vực nhà lầu hay là có địa thế thì nó mát mẻ và có không gian để tách con chim ra thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng một số anh em cũng là những con chim kiểu như thế, nhưng mà về cái không gian nuôi nhốt của anh em nó chật. Đấy, cộng với lại nó bức bách quá, nó nóng quá thì nó cũng rất là khó. Những cái điều này thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố bác nhá. Đấy, cái quan trọng kèm theo là cái chế độ bác chăm nó phải trái cây mát. Tiếp theo là phải làm sao để con chim nó tịnh được, đó là cái phải có không gian cho nó tách hẳn ra bác nhá. Chào bác Lưu Đình nhá. Chim phơi nắng buổi chiều múa mái có hay không anh? Dạ cái này thì hay hay không là tùy thuộc vào tuổi con chim. Còn về cơ bản thì con chim bác là nó bắt nuôi đâu có lửa. Bác Kiều Nhật Cường nhá. Còn hay hay không lại là một vấn đề khác. Đấy bác ạ. Chim thường xuyên múa mái kè thì không đấu là sao bạn? À những con này thì chắc chắn bác đang dùng một dòng cám phù hợp. Đấy chưa? Chắc chắn bác dùng một dòng cám phù hợp. Và điều này đã xảy ra tại một người anh ở khu vực nhà em đây nhá. Khu vực em đây nó đang xảy ra một tình trạng con chim như vậy, tức là cái dòng cám bác nuôi nó chưa phù hợp và con chim nó chưa bức con chim lên được. Đấy, mặc dù đấy là con chim rất là hay, bác Luân Nguyễn nhá. Vũ Tạ Cao, chào Lập. Chim thay lông được 2 đợt 5%, lông 3 tháng có hiện tượng cắn rụng lông máu, có nên nuôi tiếp ở chế độ lông hay chuyển qua sang lồng lực? Dạ những con chim đấy ở vấn đề mà cắn rụng lông máu thì em nghĩ là nó không bao giờ, chắc chắn là không bao giờ luôn. Nhưng em đảm bảo với bác, chắc chắn bác đang nuôi ở một chế độ sai sách đối với con chim đấy. Đó là điều nguyên tắc. Vì sao? Không có con chim nào mà nó nhổ lông theo nguyên tắc lông máu cả. Con chim rớt lông máu nó là những con chim có hai vấn đề, chỉ có hai vấn đề thôi. Đầu tiên đó là nguyên nhân tác động ngoại cảnh đó. Thứ hai đó là phụ thuộc vào cơ địa của con chim đấy. Đấy, nó có vấn đề về chế độ các bác là chăm mà nó đang thiếu nhiều cái dưỡng chất liên quan tới sắc tố lông, liên quan tới lông, ví dụ như là protein, nồng độ đạm. Đấy, và những cái thứ cần thiết để mà ví dụ như biotin. Đấy, hay là cái caroten. Đó là những thành phần mà hình thành nên bộ lông chắc khỏe. Nhưng mà con chim bác cơ địa nó đang bị xáo trộn và nó đang còn dẫn tới tình trạng gọi là cái lông nó tự dụng cũng có. Đấy, bác phụ tạ cao nhé. Cho nên là cái chế độ bác chăm chắc chắn là con chim nó chưa phù hợp. Đấy. Vi Thái, khoáng canxi dùng như thế nào anh? Vâng, cái khoáng canxi này là mục đích để cung cấp cái thể trạng, thể lực cho cái bộ lông nha, ra chắc khỏe và nó hình thành, nó kết hợp với cái dưỡng thể mà em cung cấp em. Hai cái này nó kết hợp với nhau để nó thúc đẩy cái bộ lông ra chắc nha. Đấy. Và thì cách dùng như thế nào? Cách dùng thì cứ một muỗng nước. Các bác ở trong này nó có cái muỗng nhỏ này. Ở trong này nó có muỗng nhỏ. Các bác búc cho em hai muỗng thật đầy và pha đều, ngoáng đều cho chim uống. Khi nào các bác thay bố, thay cám thì các bác thay nước mới nhá. Và kết hợp các bác trộn với cám. Thì cám thì các bác pha dưỡng thể và cám xong thì các bác búc vào hũ cho chim ăn. Thì các bác canh tầm từ 2 cho tới 3 ngày. Sau đó các bác cũng múc hai muỗng khoáng, các bác trộn đều cho chim ăn bình thường. Quý vị Thái nhá. Nhà có màu bạch bán không? Bác Công Việt Phạm. Dạ nhà em có hai con bạch bác ạ. Nhà nuôi bạch mà. Dạ được bác Luân Lê, dưỡng thể để tất cả các đồng cám đều ăn được, cũng như là cái cháo thừa tháo dược cũng thế nhá.
Văn Hùng Nguyễn môn trà mào này chắc học cuốn vở 200 trang không đủ thầy. Ui giỏi thật, cái bác nó muôn hình vạn trạng, muôn hình muôn vẻ, nó cũng như con vật thì cũng như con người đấy bác, đúng không? Người thì hàng triệu triệu người, chả ai giống ai cả, đúng không ạ? Chào bác Quang Lê, chào bác Phúc Phạm nha. Thúy Hồ, anh ơi, nuôi chim mọc thì tầm nào nuôi chơi được là chơi được anh? Thì khi con chim nó thay lông rừng mà có thái độ ở nhà, lúc đấy là mình ra dàn chơi nha. Chim em chứng kiến nó gấp bỏ chứ chả chịu ăn, dế cũng không thèm ăn, phải làm sao đây? À không, chứng kiến thì nó ăn, nhưng mà thông thường ấy là chứng kiến nó sẽ vảy. Nó vảy thì nó đổ ra nhiều, chứ không phải nó không ăn, nó bác phát trần nhá. Đấy. Chim em bị rụng lông đầu nhiều, nuôi sao ra lông lại anh? Dạ, những con mà rụng lông đầu nhiều chắc chắn bác nuôi chế độ nó cực kỳ nóng và có gì nó bị bức. Bác luôn về lốc nha, em đảm bảo bác luôn, cái dòng cá bác nuôi nó đang bị bức. Thấy chưa? Đối dòng cá của bác. Đấy, và con chim nó ăn nó phù hợp, có nguy cơ bị bể mí và rụng lông đầu. Nhưng mà vấn đề này ấy, thì có thể là con chim nó hoặc là tình trạng có nhiều chim thay lông nó đã rụng lông đầu trước. Điều này có. Đấy, nha. Nên là bác cứ yên tâm, bác cứ giọt dày cho em, những con chim này bác cứ giọt dày cho em để nó đổ lông nha. Hiếu Đoàn, anh ơi, giai đoạn từ báo lông tới khi xòa lông thì mình chăm như thế nào ạ? Và có cần chùm kín để tĩnh không ạ? À không cần. Hiếu Đoàn nhá. Từ khi con chim báo lông cho tới khi con chim xòa lông thì các bác vẫn chăm cái chế độ lửa, tức là về trái cây. Chế độ cũng cứ phơi nắng, cứ giờ tạo bình thường. Nhưng các bác vẫn đã chuyển về, anh em nào mà nuôi những dòng cám hai loại, ví dụ như Quang Nguyễn này hay là Thiên Điểu Ca này đấy, nên thì nó có dưỡng và đấu. Thì các bác đang nuôi đấu thì các bác lại quay về dưỡng. Thấy chưa? Mục đích là mình vẫn giật giãi, vẫn nuôi chế độ lửa, nhưng mà mình lại quay về dưỡng để con chim nó tụt lửa nhá, để đi tụt lửa. Và khi nào con chim nó xòa lông, lúc đấy mình mới chùm kín lồng. Bác Hiếu Đoàn nha. Chào bác Dũng ta nha, chào bác Thuyết Vũ Văn. À được, bác Nguyễn Bá Nam nhá. Con chim mà báo lông thì bác cho ăn 100% dưỡng thể và khoáng được nha. Anh em bấm like cho em với nha. Bảo chú vào xem bấm like cho em cái. Vui vẻ, chim có thái độ mà nhát người, có nên đi giật chẳng không bác? Dạ, con chim có thái độ mà nhát người thì bác cứ con chẳng như này này. Vấn đề con chim bổ già thì bất kể con chim nào nó thấy người nó sợ cả. Đúng không ạ? Đó là nguyên tắc. Nhưng cái vấn đề nhát người khác mà thuần lồng khác nhá. Tất cả con chim nó bổ già nó đều nhát người, nhưng thuần lồng là con chim bắt đầu nhảy cầu tự nhiên và bắt đầu có lửa đấu. Thấy chưa? Và thì các bác thấy được có nhiều con chim nó rất là nhát, cầm vào tung đùng đùng đùng, nhưng mà móc lên xào thả tay là ở trên giàn nó chơi ngay. Đấy là nó khác, bác vui vẻ nhá. Thế cho nên là nếu như con chim bác mà nó có độ tuổi lồng, ví dụ bác được 1 năm rồi mà nó nhát nhưng mà nó có thái độ đấu thì bác cứ giật già bình thường, không có vấn đề gì cả. Bác vui vẻ nhá. Tô Đường, chim đi phân nát mà uống nước ít. Em thấy hai loại cám rồi mà vẫn phân nát, như vậy có phải đau bụng không? Dạ không bác, chắc chắn là nó không hợp cám. Bác Tô Đường nha, không phải. Một khoáng thì dùng cho mấy chiến binh thay lông là ok bạn? Dạ, một hũ khoáng thì thay cho một con chim thay lông. Bác Dương Đông nhá, một hũ khoáng chỉ một con chim thay lông thôi. Đúng rồi, chính xác, bác Quốc Vân Trần nhá. Tức là khi bác tắm chim mà nó rớt mấy cái lông cánh và lông đuôi thì chứng tỏ con chim của bác chuẩn bị đổ lông nha. Bác có bài nào để chăm con chim khó tính không ạ? Em có một con mà chăm cả năm nó không chơi, mấy con kia thì chơi bình thường. Em cảm ơn ạ. Dạ, nếu chim khó tính ở đây thì không ai chỉ ai cả. Cái quan trọng là những người nghệ nhân, những người chủ nhân, mình phải hiểu được cái tính nết. Đầu tiên phải hiểu được nó cái đã. Đấy, thứ hai là mình khắc phục theo những cái hướng như thế nào. Tại vì những con chim khó tính thì mỗi con một vẻ, mỗi con một tính, đúng không ạ? Em nói đơn giản về thức ăn thôi. Có con thích ăn táo, đấy, có con thích ăn chuối, rồi có con thích ăn trái cây gì đúng không ạ? Nhưng mà cám ăn ít. Nhưng có con thích ăn cám nhiều, rồi trái cây ăn ít. Cho nên là bác Hoàng Minh bác phải linh động ở chỗ này, mà cái tự tư duy mình để mình nhìn nhận, để mình lựa chọn cách chăm cho nó phù hợp, bác Hoàng Minh nhá. Chứ còn có con trầm màn này nó không có một quy tắc nào cả. Dạ vâng, bác Bất Trần nha, em thấy bác rất là cầu kỳ và bác rất là chăm chim đấy. Thế nhưng mà chứng kiến thì tất cả những con chim thì nó ăn nó đều vậy cả. Con nào nó ăn nó cũng vậy. Đấy nhá.
Đặng Văn Sinh, anh ơi em nhận được cám này. Ok bác Đặng Văn Sinh nhá. Dạ có bác Hòa Hồ Hồ ơi, nhà em có ạ. À. Có cám dưỡng trong đấu đàng hoàng hết bác Hòa Hồ nhá. Quang Nguyễn là một dòng cám em đang phân phối mà. Chào bác Phú Hữu nhá. Vũ Thúy, chào nghệ nhân, nay đi 3 con, 2 vào top 10, một con tôi mua ăn thảo dược của em nhá. Cảm ơn Vũ Thúy nhá. Chúc mừng bác. À, chúc mừng bác và các chiến binh luôn luôn ổn định và vững bước trên các giải đấu bác nhá. Dù là giải to hay là nhỏ nhưng cứ vào giải là có chịu ổn định. À, chúc mừng bác nhá. Và em thấy bác là một người rất là ổn định về các chiến binh đấy. Chào bác Phúc Lê nhá. Thúy Hồ, chim bị sâu lông có cách nào chữa được không anh? Dạ, tất cả những con chim mà bị sâu lông, khô lông hay như thế nào thì các bác phải có sự chuẩn bị, đặc biệt là những con sâu lông nhá. Trước khi đổ lông thì các bác nên bổ sung tắm cho nó cái thuốc OPV, cái thuốc mà anh em hay sử dụng để mà sát trùng vết thương ấy, đỏ 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 ấy. Mỗi khi mà tắm một tuần các bác tắm 3 lần và mỗi lần nhỏ cho em 3 giọt vào, bác Thúy Hồ nhá. Và các bác duy trì như vậy tới khi con chim đổ lông thì nó mới cải thiện được, bác nhá. Chứ còn bộ lông là một cái vấn đề vĩnh cửu, nó không thể thay đổi được nhá. Anh em báo là bấm like cho em với nhá. Thảo dược báo tiền anh dạ, một gói là 125.000 bác Kiều Việt Cường nhá. Dạ những con chim tịt lông thì nó không ra nó bốc lên. Những con chim tịt lông thì nó không ra được nhá. Anh cho em hỏi mai đi thi thì hôm nay có nên phơi nắng không? Phơi nắng bình thường. Báo màn xong nhá, phơi nắng bình thường, chả liên quan gì cả. Chào bác Hoàng Định nha. Kim Hoàng, anh ơi chim em mới xong lông ra giàn lúc đầu bỏ chạy nhưng tầm 5 phút sau quay ra đánh rất tốt, đều nước nhưng chơi nhưng hơi nhát người. Là tình trạng gì vậy ạ? Dạ tất cả những con bổ này nó chưa có độ quen giàn nhanh. Và đặc biệt là những con chim này nó bắt nhịp chậm và chưa quen giàn nhiều. Đặc biệt là khu vực của bác, người đi qua đi lại láo nháo và với lại nó đang còn nó có cái gì tác động với con chim. À, về cơ bản thì con chim bắt rất tốt, không gì phải lo lắng cả bác Kim Hoàng nhá, chả vấn đề gì cả. Chào bác Huyền Phương nhá, bác Bảy, chào anh Lập, chào anh em Nghệ An, chào bác Nguyễn Phúc Thịnh. Võ Việt Đức, chim thay lông đuôi còn lông cánh với lông mình thì mình cho ăn có cả để cho thể giả được. Thì về nguyên tắc thì theo cá nhân em suy luận thì đó là tầm 50% lông rồi thì bác cho ăn cào được nha. Anh em bấm like cho em với nha, 343 người mà có 164 lượt like, bấm like cho em với. Điểm bá, thầy cho xin kinh nghiệm vào lửa cho chim ăn ít cám vậy ạ. À, cái này thì không có gì phải lo lắng cả. Bắt điểm 3 nhé. À, về nguyên tắc, tất cả những con chim mà ăn trái cây nhiều và ăn cám ít này, đó là những con chim mà các bác nuôi nó rất dễ vào lửa. Thấy chưa? Em nói một cách đơn giản nhất là các bác chỉ cần siết nắng đúng thời gian phù hợp. Đấy, thứ hai là các bác chỉ cần giảm bớt trái cây và tăng cái thảo dược lên, hoặc là các bác tăng mùi tươi là tự động nó vào lửa. Bắt điểm 3 nhé. Nếu bác nuôi trong chế độ phù hợp, được chưa? Nhưng mà những con chim mà chỉ cần ăn ít cám thì các bác chỉ cần dùng cái thảo dược, các bác điều lửa nó thì nó vào được rất là nhanh, chỉ cần giảm bớt trái cây thôi là được. Bật điểm 3 nha. Chim em nó không chịu tắm sao ơi. Ui giời, em nó thật cuộc đời em chăm chim chả con chim nào không tắm cả, em thật luôn đấy. Trừ khi những con chim tơ, những con chim tơ ấy là nó sợ nước hoàn toàn và nó chỉ đứng trên cầu nó tắm thôi. Các bác xịt nước thì nếu trên cầu tắm còn nhất quyết không xuống thì là những con đấy thì thua. Còn những con chim mà nó đã nhú đầu, có nhiều con nó đứng trên máng ấy, nó nhú đầu xuống nó tắm là chắc chắn nó xuống, bằng mọi giá nó phải xuống cả nhá. Rất nhiều cách để chim tắm mà, phơi nắng trước khi tắm này, rồi là xịt nước nhẹ này, kẹp với chim thường xuyên bên này. Nhưng mà đặc biệt các bác muốn cho chim dễ dàng tắm thì các bác không nên đổ đầy máng nước, đổ vào tầm nửa máng thôi nhá. Bắt luôn lên nhá. Phúc Trần Văn, Lập ơi, thảo dược trộn với thiên điều ca tỷ lệ bằng nhau có bị bón không? À, vấn đề bón hay không là cái nồng độ hấp thụ của con chim theo hiện tại cơ địa. À, bác Phúc Trần Văn nhá, nếu như mà bác thấy mà con chim mà ăn vào mà nó có tình trạng ví dụ ra già nó đang đấu mà nó kiểu như nó xù lông nó ị khó ấy,
thì các bác chỉ cần mà cho ăn thêm cái cây mát đu đủ thanh long hoặc là cam vào là nó hết ngay bác nha. Đúng rồi Bảo Nhi, vậy là chưa đổ lông đâu, thay được thời tiết thì đổi nó rụng lông nó mình đấy nhá. Loan hồng rụng lông, rụng tới lông đầu là khoảng bao nhiêu phần trăm lông vậy bác? Dạ nếu mà rụng tới lông đầu là nó được khoảng chừng 60 cho tới 70% rồi bác. Loan hồng nhá, cách nhận biết chim mất ngủ đi bác, chẳng con chim nào mất ngủ các bác hiện đây, chẳng con chim nào mất ngủ cả. Cái quan trọng là cái thời gian, cái không gian, cái địa thế khu vực nhà bác cho con chim ngủ sớm hay ngủ trễ thôi, chứ chẳng con chim nào mất ngủ cả bác nhá. Con chim em vừa hỏi bác lúc đứng 1 mét, có lúc ra thái độ đấu nhưng thấy người đứng im lại gần là sổ lồng treo dàn, nhìn kiểu nó cũng không sợ những con bên cạnh mà cũng không chơi ăn quả, ăn quả ăn nhiều anh ạ. Vâng, nếu con chim nó có già chi mà nó già chứ nó nhát thì nó chưa còn nhát, nó chưa được chơi được đâu nha, nó mà thuần lồng cơ. Kiều anh Võ, anh Lập, em có con bổi nuôi tăm táng rồng, có đem ra cà phê, nó chỉ đứng một chỗ ra bọng, có nên gọi tiếp không anh? Dạ thông thường thì đây là những con chim tơ, thông thường là thế. Thế nhưng mà em nói theo cái suy luận của em thôi, nếu còn cũng chưa chắc, bác Kiều anh Võ nhé. Cái quan trọng rằng cái con chim bác chăm, nó có tôi cho hay không thôi. Chứ còn về cơ bản 5 tháng là nó con chim ra giọng nó chuyện bình thường, bác nhé. Kiến thức này có tiền cũng không mua được đâu, mai nhờ chú chia sẻ vàng cho anh em học hỏi được phí chùa. Cảm ơn bác Phương Trào Màu nhá. Em thì luôn luôn là những người hỗ trợ cho anh em rất là nhiều mà. Hiếu Đoàn, anh ơi em đang cho ăn gắm Quang Nguyễn, chim báo lông em có cần phải trộn sắc tố không? Vâng, chim báo lông thì bác có thể dùng cái thảo dưỡng thể bác trộn với nó cho ăn nhá. Chim em ra dàn chơi nửa tiếng là đứng luôn là sao anh? Dạ những con chim này bác lại xem lại về tố chất đấy, nó chưa đạt với cái gì mà anh dặn như vậy nhá. Còn có nhiều con chim mà nó hay tố chất tốt thì nó vẫn có thể là nó xỉa lông hay là như nào đấy, nhưng mà sao nó đoạn bình thường, còn nếu con bỏ luôn thì những con chim này nên đào thải nhá, cuộc chơi nó như thế. Thầy cho hỏi bây giờ có chim Huế bổi bẫy đấu không? Thầy có chứ bác, có chứ, nhưng mà bây giờ nó ít thôi chứ, nó kiểu như chim Quảng Nam ấy. Vừa rồi em mới tặng cho bác tả nhà ra con Huế ăn lưới đấy. Việt Nguyễn, anh Lập, trước em trộn thảo dược với cám 70, nay chuyển qua dưỡng lực, không trộn thảo dược nữa, chim đạt lửa. Vậy có nên trộn thảo dược không? Và cái vấn đề này thì cái dưỡng lực thì bác cứ trộn một gói dưỡng lực, bác trộn với lại nửa gói thảo dược cho em là được bác Nguyễn nhá, không cần nhiều. Khi mai em có con chim bị đùn 10 cọng lông cánh ra được 3 ly, không bung cánh mà đùn một cục, nhổ mấy lần rồi mà vẫn vậy, mon chỉ giúp em cách chăm sao cho ra. Về kính thưa bác, tất cả những chim này nó còn liên quan tới bị sâu lông nhá, đây mới là đúng là chính thức cận chim bị sâu lông và hình thức rất rõ ràng bác Khi Mai nhá. Và những con chim này thì bác phải có sự chuẩn bị và có sự tắm táp trước, đặc biệt là thuốc OBV hỗ trợ. Nhưng những con chim này nó bị sâu lông quá nặng và tình trạng khắc phục thì cực kỳ khó. Bác Khi Mai nhá, cực kỳ khó luôn. Đấy chưa? Dạ, những bác Loan Hồng ơi, những con chim mà nó chọc lông đầu như vậy mà cái cơ địa bác chăm con chim nó bị bức và nó tình trạng cái hệ cơ hệ tiêu hóa nó bị rối loạn thì với em thì bác nên cho nó ăn 100% dưỡng thể cho em nhá, kết hợp với khoáng bác Loan Hồng nhá, để cho nó thay lông ra bộ lông hoàn thiện. Thế nhưng mà nó sẽ cải thiện chứ nó chưa chắc thì nó đã hoàn thiện tốt được cho con chim của bác hoàn toàn 100%, nhưng em nghĩ là nó sẽ cải thiện rất là nhiều cho con chim bác nhá. Tô Đường, em mới dùng cám nam và hiển, giờ dùng loại nào để hết phần nát bác? Vâng, những con chế để bác thử dùng cả dòng tổng hợp của nam phở bác nhá, bác nên hiểu thử nó là tổng nam phở hoặc là giữa nam phở thử nhá, bác Tô Đường nhá. Sáng trước khi thi cho ăn gì bác? Bác những con chim mà các bác đi thi buổi sáng ấy thì các bác nên cắm cho nó một miếng táo nhá. Còn mồi tươi thì các bác để cho nó ăn bình thường. Khi nào móc chim lên xào thi thì các bác bắt buộc là phải lấy mồi tươi ra, đó là điều bắt buộc. Còn trái cây thì là tùy thuộc vào tính nết của con chim. Có con nào mà nó
ăn mức độ bình thường thì bác vẫn để trái cây bình thường. Khi nào vào top mà vào top 10 thì mình lấy trái cây ra, nếu con chim mình may mắn vào top 10 bác hiển nhá, còn không thì bác cứ để cho ăn. Còn nếu con chim của bác mà thuộc dạng nết hay ăn, đấy chưa, hay ăn thì bác nên lấy trái cây ra, thế thôi nhá. Vâng, đúng rồi bác Lụa Thành Nguyễn. Vâng, đúng rồi bác chim đường Hà Giang, những con chim đánh mà tiếng rưỡi mà qua ra chỉ lông nhưng mà nó yếu lại dần thì nó đỡ yếu, nó còn yếu nha. À dạ còn nhớ bác các công đoàn, em còn vẫn còn cáo Tuấn Nguyễn mà. Phúc Lê, chim em thay lông 1 tháng mấy, gần 2 tháng mà chưa rớt lông đầu là lý do thôi bác, xin bác cho cái kiến thức. Bác cho hỏi chim bị thịt lông mùa sau có thay lông được không? À, những con chim bị thịt lông thì những cái lông thịt nó không ra, còn lông bình thường nó vẫn thay bình thường. Thứ nhất, thứ hai nữa là với con chim Bắc Chăm mà nó chỉ rớt lông cánh còn lông đầu nó giữ thì em đảm bảo với bác có chuyện nên bỏ lông và cực kỳ khó đổ lông nhá. Và nguy cơ con chim Bắc hai lớp lông nó là chuyện bình thường bác ạ. Đấy, và bây giờ thì nó đã thay lông, nó đã 2 tháng rồi mà nó chưa rớt lông đầu thì chứng thức coi chừng nó đứng lông lại bác nhá. Nhưng mà vô tình mà nó đổ một là bác giờ chim ấy, hay là bác đi chơi nuôi lửa ấy, mà bác đi chơi ấy mà vô tình mà nó đổ lông lại thì bác lại càng nguy hiểm hơn nữa, thấy chưa? À, thì bác lại phải mổ 1 năm, bác cố lên nhá, bác lại phải mổ 1 năm. Đã đủ 200 like nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. 27 phút là đã 204 like, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Chào bác Điếu Thuốc Tàn nhá. Vâng, cố gắng bác Kim Mai, cố gắng nhá, có nhiều con chim nó chơi chậm ấy, không sao cả. Thầy cho em hỏi chim trà màu lông gáy nó có thay như mấy lông kia không ạ? Nó thay chứ bác, thay hoàn toàn chứ. Hùng Vũ Văn, thầy ơi, anh ơi, con mộc ngoái đã bố trí cầu như anh tư vấn, nâng cầu cắt nậm, đi cà phê chạy ba đều ba mặt. À, ở giữa không ngoái nhưng ra mặt ngoài là ngoái lộn cầu, như thế này không đi xa được phải không? À không, Hùng Vũ Văn ơi, em sai nhá, thấy chưa? Tất cả những con chim đấy đều là những con chim đánh đỉnh cao và rất là hay, thế nhưng mà cái tật của nó là nó ngoái, thì những con chim ngoái thì nó là những con chim cực kỳ hung dữ và nước đấu đất dữ nữa đấy, cho nên là bắt buộc em phải để nó ở giữa dàn, thì nếu đi thi thì em cũng phải chịu khó đi sớm để cho nó ở giữa, Hùng nhá. Còn nếu như vì sao mà nó ra biên ra ngoài, vì là ra ngoài nó chống chim và có nhiều con chim không hít với nó, không bắt mặt với nó, cuối cùng là anh chạy loanh quanh, anh đi kiếm chim anh đấu là anh mới bật anh ngoái, em hiểu chưa? Chứ không phải là con chim nó không đi xa được, đi xa đấu bình thường không sao cả nhá. Chào cô Bích Hồ nhá, Chi Vũ lồng đẹp thầy ạ, cảm ơn bác Chi Vũ nhá. Chào bác Tú Phạm, chào bác Toàn Nguyễn nhá. Chỉ có anh em coi thầy lâu lâu mới vào like, còn lại chỉ hỏi chứ không like. Đúng rồi, nhiều anh em ích kỷ lắm, cứ vào hỏi xong cái được phần mình thôi chứ còn cứ để YouTube thông báo liên tục. Thịnh Thái, những con lông bị kênh lông liệu có chơi dàn được không vậy bác? Chơi bình thường bác Thịnh Thái ơi, chơi bình thường bác nhá, chả liên quan gì cả. Cái vấn đề mà bị kênh lông ấy thì nó có nhiều vấn đề, thứ nhất là từ gốc chân lông, thứ hai nữa là cái chế độ bắc chăm và bộ lông nó và cái thể dạng con chim ấy, bộ lông nó đàn có đạt hay không thôi. Chứ còn cứ con chim mà bản lĩnh tố chất thì nó vẫn cho bình thường, bạn thấy nhá, em gặp rất là nhiều. Chào bác Tài Nguyễn nha. Nghĩa Văn, lần này em vào cũng like liền cho thầy, cảm ơn bác Nghĩa Văn nhá. Hôm nay có gì đấu giá không? Dạ em còn mỗi một cặp lồng trúc, hôm qua đấu giá mà bác kia không thấy chốt đấy, em còn một cặp lồng trúc ấy. Em nghe với Phước Phạm ơi. Vâng, bác thích thì em đấu giá hôm nay, hồi sáng nay em đi cà phê
Đấy, có ở bên ngoài giàn em có bắt được con mộc dở. Các bác thích thì tí lên đấu giá cặp lồng trúc em tặng cho con mộc dở đấy. Phóng Phạm Văn cho em hỏi con chim cánh chéo có chơi được không anh? Ui dồi ôi, nhiều con chim cánh chéo hay chứ. Đấy, cánh thiên của Nam Hà Nẵng đây. Đang ăn chung kết mẹ 529 lồng giải nhất anh đùa. Đúng không ạ? Cánh thiên của Nam Hà Nẵng đấy. Dạ lồng trúc bác Công Việt Phạm ơi, lồng trúc bác ạ. Hôm nay like đầu tiên cảm ơn bác Hồng Vũ Văn nhá. Bây giờ nhờ thầy tuyển thêm chiến binh là ok nhá. Ok bác Chi Vũ nhá. Diệp Ngọc có gì cứ vô vào nhấn nút like rồi nghe thầy giảng sau. Đúng rồi, chuẩn chỉ bác Diệp Ngọc. Bác nói câu nào để em thuộc bát sát đất chuẩn chỉ luôn, đúng không? Cái gì cái mình cứ làm thủ tục xong rồi mình vào là ngồi anh em mình nói chuyện thoải mái, đúng không ạ? Chim rất là nhiều thể trạng có bị ông anh nhà không? Nhá, không có. Bác cứ chăm đúng chế độ cho em là ok nhá. Không cần phải suy nghĩ cả. Chị Trần, em có con bổi 3-4 tháng lồng mở ở nhà mới áo nó sụp chạy như điên. Với lên vanh ngoái được ra cầu sau thì có nên nuôi đông anh, có cách nào hạn chế không? À, bác nên nhốt sang lồng lực ấy, bác đừng nhốt lồng nuôi bình thường. Bác thấy Trần nhá. Nhưng những chỗ này là chắc chắn trong này nó là em chưa giống nó là những con chim đấy đấy là như thế nào, nhưng chắc chắn nó sẽ cho bác những ly cà phê ngọt và có sự hưng phấn nha. Chào bổi lông gái thường nó ra trước hay tùy con? Dạ thông thường nó đã ra thay sau, chứ không thể trước được nha. Công Việc Phạm màu bạch giá sao? Dạ em có hai con để chơi thôi bác ạ. À, bác cần thì em tuyển dùm cho bác. Bác Công Việc Phạm nhá, chứ còn em có hai con để chơi. Em thì chả buôn bán trên gì cả. Cho nên là bác cần thì em tuyển dùm cho bác, chứ còn hai con của em thì em để người chơi bác Công Việc Phạm. Dưỡng thể chăm sao anh? Dạ dưỡng thể chăm dễ mà. Các bác trộn với tất cả các dòng cá bắt đang chăm ấy, tỷ lệ 1:1. À, trộn vào cho chim ăn để nó thay đổi sắc tốt lông tốt, nó bổ sung cái dưỡng khoáng và canxi cho nó nhá, và kết hợp với khoáng canxi bột để kết hợp với này thì nó rất là ok nhá. Chào bác Hải Vũ Mạnh nhá. Chào bác Long Bùi. Huyền Phương khi nào cũng like rồi đã nghe nói chuyện sao. Cảm ơn bác Huyền Phương nhá, chuẩn chỉ luôn. Trung Trần, con mộc anh tuyển nó bó lông, dụng 4 năm lông cánh và đuôi. Em chuyển sang lồng nhỏ để thay lông phải không anh? Chính xác, chuẩn chỉ luôn bác Trung Trần nhá, chuẩn chỉ luôn. Em nghe bác Phước Phạm ơi, em nghe đây ạ. À. Em thấy bác mà bác cứ alo mít, em thấy bác đây. KXM. À, chào anh, chim xuống lông được khoảng 1 tháng rồi, lông cánh chút đợt 2 rồi. Thế được khoảng 70%, dạ như thế nếu mà chút đợt 2 thì nó bắt đầu từ được khoảng chừng gần 40% bác nhá. À, đợt 2 là bắt đầu từ khoảng 40% rồi đấy. Vâng, hạt là giống nhau chuyện bình thường bác Giang Nguyễn Văn ơi. Màu cám giống nhau chuyện bình thường, giống như kiểu là cám nam với lại cám của Tuấn Nguyễn ấy, màu nó gần giống nhau. Phức Phạm, anh không thấy tin nhắn nào mà em không có thấy đâu, bây giờ mới thấy này, bác bình luận lên đây. Bấm like có phải chỗ bàn tay phải không chú? Chính xác, bác Đình Chiến nhá, chuẩn chỉ luôn. Sĩ Trần, giờ nhà em toàn mỗi ngoái ngước thôi bác ạ, toàn chim tật lỗ thôi. Chẳng có tật gì mà nặng bằng cái tật móc con dàn không chơi bác ạ. Thấy chưa, những người mà thuần được những con chim ngoái ngửa mà ra dàn quánh ra lấy giải được, đấy mới chính là nghệ nhân thực sự. Thấy chưa, đấy mới là chính là nghệ nhân thực sự. Tên Hồ, 450 người anh em xem mà chưa được nửa like, anh em nên xem like. Bác nói đúng đấy. Dạ được, bác tiến lên, bác cho 100% dưỡng thể được nhá. Hoặc là bác pha với hồng cám, bác pha tỷ lệ dưỡng thể cao hơn cám. Bác tiến lên nhá. Tài Nguyễn, bác like tới giờ bóng lăn là ok rồi, ok bác. Hồng Nguyễn Văn mai gửi cho anh hai dưỡng thể cộng hai khoáng nhá. Dạ ok bác Hồng và Nguyễn Văn. Bác bước qua đây rồi em bảo vợ em gửi cho, em hay quên bác nhá. Nguyễn Phúc Thịnh,
hôm em có con cắn lông đuôi, ăn dưỡng thể với khoáng, nay hết cắn đuôi rồi anh. Ok bác, cố gắng nhé. Cố gắng bác bổ sung cái khoáng và cái dưỡng thể cho nó, bác bổ sung càng nhiều thì con đấy càng giảm rất là nhiều nhá. Quan trọng khi lúc bác cho nó vào lửa thì bác cứ nuôi chế độ an toàn cho nó là ok. Hoàng Minh tại Bắc Lập nên giờ chim ngoái chắc lên giá ầm ầm, chả thế nha. Ngoái mà cứ ăn xe xem, đúng không ạ? Chẳng có tiền để mua, toàn bán tiền tỷ thôi. Em cảm ơn anh, em nhận cám của chị rồi. Ok bác KXM nha. Anh có thể chỉ em cách những con bổi khó đất lông không ạ? À, em vừa nói xong đấy. Những con bổi mà khó đất lông đó là những con chim cơ địa nóng, cơ địa nó nóng, thấy chưa? Thứ hai nữa là giữ lửa. Và thứ ba nữa những con chim đấy là nó hung, thông thường là hung. Đấy, cho nên là bác phải tách nó ra và nuôi chế độ mát, bắt buộc phải tách ra. Thứ hai là nuôi ở những nơi có ánh sáng yếu nhá. Được chưa? Happy Game chăm bổi thay lông trong lồng dưỡng sóng mưa được không anh? Ôi dồi, ông này ông hỏi liên tục tì về những cái câu hỏi mà nó rất là ngớ ngẩn. Thấy chưa? Em đã nói rõ ràng là mình cứ chăm bình thường là thuần bổi thì thuần ở lồng dưỡng 60 hoặc 80 đều được. Nhưng thay lông là vào sang lồng nhỏ, đúng không? Mà em thấy là cái ông Happy Game này, ông ấy hỏi ông bác Khé Lý ấy. Ông nhắn tin ông hỏi linh ta, anh tin ông hỏi chán bác Khé Lý trong đời, ông quay hỏi em. Đấy, thấy chưa? Bác Khé Lý bác nói chuyện với em là bảo trái với cái ông Linh nhờ, ông nuôi chim kiểu gì mà ông hỏi chán chê, ông hỏi tùm lum tùm la. Xong rồi ông quẳng qua em, nó chẳng có quẳng qua bác. À, chán thật. Chăm con chim mà không có tư duy gì cả. Mình những cái gì mình ở lên đây mình nói chuyện mình nghe thì những câu hỏi có thể trùng với mình. Còn những vấn đề mình em nói rất nhiều, thuần bổi là thuần trong cái lồng lực. Thấy chưa? Nhưng khi thay lông là mình vẫn phải ra lồng nhỏ. Giống như bác Trung Trần, bác vừa hỏi em xong, em vừa trả lời xong mà chính bác ở đây trong live bác nghe. Đúng không? Bác hỏi em rõ ràng là con mộc chú tuyển cho anh, đúng không? Bây giờ nó đổ một ít lông cánh và lông đuôi, anh sang lồng nhỏ nó chưa bỏ, em sang lồng nhỏ được rồi. Thì mình, cái sự mình khi mình ngồi mình nói chuyện với nhau, mình phải có tư duy và mình nhìn nhận. Ừ, như vậy là cái trường hợp đấy giống với mình, đúng không ạ? Như vậy là cái trường hợp đấy giống với mình. Đấy, thấy chưa? Tức là mình nuôi chim mình phải linh động lên, mình phải động não lên, tức là mình phải có sự nhạy bén một tí nữa thì nó phát triển được. Đấy. Vâng, em là anh em nói rất nhiều. Chào bác Quang Dương nhá. Học sinh chậm tiến, đúng rồi bác. Bác HBG là bác rất là chậm nha, kho rất là chậm hiểu. Vâng, bác cái nhắn tin cho bác Khả Lý ấy. Bác cái nhắn tin cho bác Khả Lý là bác cái hỏi thăm em rất là nhiều. Đấy, nôm na như thế. Bác cái hỏi chim, hỏi cò xong rồi bác cái hỏi thăm em, rồi hỏi quằn em, nhắn tin cả ngày mà em đâu có trả lời qua tin nhắn đâu. Riêng em chất khoát là em không có trả lời qua tin nhắn. Thấy chưa? Không có hỗ trợ chim cò cái tin nhắn, cái gì lên line này nói chuyện. Đúng không ạ? Tân gà vlog anh chấm hỏi em có con chim lắc mặt nhiều quật đầu, có cách nào cho chị ho không? Bác phải dùng thuốc ho, bác Tân gà vlog nhá, phải dùng thuốc ho. Bác bị bệnh. Ok bác. Bác cho hỏi bác Mạnh Lê Linh, bác cho hỏi chim căng lửa là nó không tắm phải không? À không, chim căng lửa là nó rất dễ tắm bác ạ. Căng lửa là rất dễ tắm, còn không tắm đâu chim bác nuôi thể trạng yếu và không có lửa bác nhá. Bác Mạnh Lê Đình nhá. Khé Lý, ông ấy bắt em chụp ảnh con chim bác tuyển cho em rồi bảo không phải trên trong sông các kiểu, xong bảo em tư vấn xong còn bảo em gửi tiền em cũng ạ bậc ấy à. Chán. Ông này đi học chắc ngày gì học dốt bác Nghĩa to. Bác nhắn tin trả lời em cả ngày thôi. Suốt ngày nhắn hỏi chi mà hỏi toàn những câu hỏi gọi là nó rất là bình thường và nó không đi vào trọng tâm gì cả. Đấy. Bác không mềm này đang tìm kiếm chiến binh theo bóng bội 4 tiêu chí của bác Lập mà kha kha nên hỏi Trần Chim Hoài bác Trung Trần đó không? Cái câu bác Happy Game hỏi đúng với Trung Lập với câu hỏi của bác Trung Trần. Đấy, cũng người cũng anh em trong đăng live trong nói này nói chuyện với nhau. Mà thế mà không nhìn nhận ra ở cái vấn đề bác Trung Trần vừa hỏi là chống với mình, đúng không? Cái vấn đề họ vừa hỏi xong là đúng với câu hỏi của mình mà này vẫn hỏi tiếp vấn đề đấy.
cho ăn mỗi hạt thảo dược được không anh? Dạ về nguyên tắc là vẫn được bác Tiến Bùi nhá, nhưng mà có một cái nguy hiểm này, bác phải dò được đúng và bác phải nắm bắt được cái đúng độ điểm rơi, độ lửa của con chim để bác điều lửa bác Tiến Bùi nhá. Nhưng mà nguy hiểm là bác, nếu như bác không có nắm bắt được cái độ lửa của con chim thì nó căng quá, nó dễ xảy ra tật lỗi cắn đuôi cánh cắn đuôi, hay là xảy ra vấn đề tật lỗi bác Tiến Bùi nhá, được chưa? Đòi chân song song như ai thành sắt bác Kelly. Hôm nay đấu giá sớm còn đây sẽ bóng đá. Dạ ok bác Công Phạm nhá. Hôm nay em mới bắt được một con mộc dở. Thấy chưa? Em bắt được con mộc dở, họ nuôi được hơn 1 năm rồi. Đấy. Và họ nuôi cám Hiệp Đồng Nai. Và hôm nay em về em mới đổi qua cám Thiên Điểu Ca. Mới bắt ở sáng hôm nay. Đấy, xí em đấu giá một cào lòng chúc và em tặng một dở cho anh em về gọt rũa để chơi nhá. Đấy, bóng bổ rất đẹp. Chắc ông đó ao rồi. Nguyễn Phúc Thịnh lên nghe học mà không chịu nghe, mà hỏi gì đâu không. Em nghe bác Tuấn Nguyễn rồi em thấy à? Dạ có bác Tân Ngọc Bà Lốc, nhà bác Tốt Ho mà. Đây số điện thoại em ghi màn hình như này bác nhá, em ghi màn hình như này. Bối thả lực thuần thì bỏ cầu như thế nào là hợp lý nhất? Dạ thế này, nếu như con chim mà nó thuần cầu ấy, tức là con chim nó nhảy cầu thuần thục, tức là có nhiều con chim nó nhảy qua nó quay đầu lại nó nhảy bình thường, thì bác để trong lồng lực là một cầu cao một cầu thấp nha. Đấy, còn nếu như con chim mà nó nhảy cầu theo hình thức gọi là nó chưa quen cầu, đặc biệt những con bổ chay ấy mà các bác để cầu cao thấp thì rất dễ sinh ra ngoái. Cho nên các bác lại phải để hai cầu thường xong. Đấy, cho nên các bác phải tư duy là nhìn nhận con chim mình nó thuần ở mức độ nào và nhảy cầu tốt hay không, thấy chưa? Ok hai đấy, ok bác Công Việt Phạm nhá. Chào bác Đô Vũ Thái nhá. Thiên điểu ca và hiển là một hãng cá bác, chính xác bác Lâm, chính xác, nhưng mà em chỉ dùng thiên điểu ca thôi. Chào bà Bối, nhiều ông xem ảnh con chim. Con chim biết chim lứa lên có đúng không? Không thật không thầy. À không bác, cái này là sai. Riêng nhìn ảnh rất là khó, nhìn thực tế là đúng chính xác. Nhìn thực tế của nó là biết chính xác là con chim lứa và con chim già là chuẩn chỉ, nhưng mà nhìn ảnh thì cực kỳ khó nhá. Chỉ trừ khi những con gì mà nó lộ tướng ra, ví dụ như là cái cổ bàn chân này hoặc là khuôn mặt, đó là hai vấn đề đó, cổ bàn chân này và cái khuôn mặt của nó. Đấy, có nhiều con nó lộ tướng thì nhìn nó được, nhưng mà rất ít, khi chụp ảnh là rất là ít, nhưng nhìn thực tế là nhận ra ngay, không cần đến giàn đấu. Bác chào bà bố nha. Nhĩ Hoàng, anh Lập ơi, mấy ông chăm chim mình không hiểu cách chăm, không cách nào gọt bổi được, nếu có là may mắn gọt như nghìn con được con. Không bác, cái này là không phải sai. Vấn đề mà nghìn con được con ở đây ấy, gọi là các bác nuôi theo hình thức gọi là thích thì mua, thích thì nuôi và thích thì chăm. Đấy, gọi là cái từ thích đầu tiên, bác Nhĩ Hoàng nhé. Đấy là mua một cả trăm con, nghìn con thì may ra được con chơi được, kiểu như thế. Nhưng những người mà người ta có kinh nghiệm, người ta có kiến thức, người ta có chuyên môn, thì người ta bắt 10 con thì chắc chắn 10 con đấy nó sẽ đều chơi được. Đấy. Nhưng mà nó chơi được ở đây ấy, là nó ở trước như thế này. Nó chơi ở trước gọi là cà phê, là vẫn có ly cà phê ngọt, thấy chưa? Và trong 10 con chim đấy thì người ta sẽ lựa ra những con chim tốt nhất, ok nhất, thể lực đạt nhất để đi thi. Đấy, bác Nhĩ Hoàng nhá. Chứ không phải như bác nói được. Như bác nói ở đây là 1.000 con như vậy, đó là những người người ta không có chuyên môn và người ta mua con chim theo cái cảm tính, theo cảm tính, tức là thấy đẹp là mua, thấy hợp mắt là mua, thấy hợp túi tiền là mua. Đấy, ok chưa? Thế bên Phạm, đấu giá em phải ra giá sàn cho đấu giá không bác ạ? Em tính nha mà rất là vui vẻ hòa đồng. Những gì mà nằm trong cái kinh tế của em,
thì em sẵn sàng hỗ trợ, em sẵn sàng giúp đỡ những anh em đang còn khó khăn. Và các bác đấu giá thì các bác cứ đấu giá theo cái khả năng các bác đấy, chứ còn em không quan trọng là bao nhiêu tiền và như thế nào đấy, thấy chưa? Không bao giờ mà không quan trọng vấn đề đấy, đúng không ạ? Em đã từng bỏ ra tới rất là nhiều tiền để tài trợ một giải mở rộng cho thành phố Đà Nẵng, đúng không? Em đã từng bỏ một số tiền ra để tài trợ cho một giải đấu cho địa phương của em. Em đã từng bỏ tiền ra để mà mua đam mê cho rất nhiều anh em ở khu vực em. Đấy. Cám thịt điều ca có mấy loại? Dạ hai loại, một loại diễu và một loại đấu. Bác Nguyễn Quốc Hùng ạ. Cá nào mà nắng trùng thanh long được không anh? Dạ quá ok bác Vũ Phan nhá, quá ok luôn. Dạ được bác Cường ở đâu ạ? Cá dưỡng thể hoặc là cả thảo dược thì bác cho bất kỳ một dòng chim nào cũng được nhá. Ok bác Hùng Nguyễn Vũ Văn nhá, bác inbox qua vợ em gửi cho nhá. À bác nuôi nó chưa căng lửa, bác Tùng Lâm nhá. Có chim mà rũ mình nhiều nhưng không dễ lâu nào bác nuôi nó chưa căng lửa. Nó vẫn là có lửa, nó vẫn đột đạt rồi, nhưng mà nó chưa căng hẳn con chim nhá. Nguyễn Tuân anh nói chuẩn chỉ đấy. Ok bác Nguyễn Tuân nhá. Chào bác Tài Ngọc. Ok bác Phi Bạch nhá. Tùng Lê cảm ơn anh. Ok bác Tùng Lâm nhá. Khắc phục anh chỉ biết nói hai chữ tuyệt vời. Cảm ơn bác Nguyễn Tuân nhá. Kiệt Nguyễn, anh cho hỏi chim đi phân như thế nào là hợp cám vậy? Dạ con chim hợp cám tức là con chim đi khuân. Và khi con chim chỉ phân xuống thì nó có một viền nữa bên ngoài và một nửa trắng một nửa đen, đó là tuyệt vời nhất nha. Chào bác Thắng Lưu, chào bác Quang Vinh. Cám dưỡng thịt điều ca nuôi thay lông có được không anh? Quá tuyệt vời bác Quốc Hùng nhá. Bác cứ trộn với là dưỡng thể và kết hợp với khoáng thì ra bộ lông tuyệt vời nhá. Các bác thấy con bộ em mới đăng hồi sáng nay ấy. Đấy, là em nuôi con đấy với dòng cám Nam Đà Nẵng và dưỡng thể cộng với kết hợp với khoáng đấy. Chào bác Phương Ròm nhá. Nói chung là cái dưỡng thể thì bác kết hợp với tất cả các dòng cám đều được. Bác cho hỏi chim em mới đổ lông em cho chứng kiến luôn vậy có sớm quá không? Bình thường bác nhá, chứng kiến và dế là nó mát, nó đổ làm cho dễ đổ lông hơn nhá. Dạ những con chim mà bô trục và mạnh ấy, thì bác nên dùng lồng sinh hoặc là lồng vuông hai lớp nan. Bác làm cái lồng vuông và lồng làm 200 hai lớp nan nhá. Tên Hồ bữa nào anh đi tuyển chim nhờ anh tuyển cho em về em con gọt mồi. Dạ ok bác Tên Hồ nhá. Về tiêu chí thì màu gốc màu dày có quan trọng hay có cho bác Happy Game rất quan trọng nhá. Đấy thì bác ví dụ có hỏi câu hỏi này là chính xác là chuẩn chỉ, thấy chưa? Những câu hỏi này nó đúng vào cái thực tế mà mình cần bác Happy Game nhá, chứ còn bác đừng hỏi lung tung, thấy chưa? Bác hỏi chứ câu hỏi thế này là chuẩn chỉ chính xác. Khé Lý chào bác Happy Game nhá, đợi mãi mà thấy bác bình luận. Đấy bác Happy Game thấy chưa, đến bác Khé Lý bác còn sợ bác nữa, nói gì chứ em, đúng không? Tuấn Nguyễn anh Lập ơi, chim cái gì chim móng quắn cắt xong khi ra móng vẫn bị nữa, mong anh cho lời khuyên. Dạ đây là những con móng rạo và đây là tất cả những con này thì bác phải như đều chấp nhận, và những con này thì bác nên dùng cái size cầu nhỏ một tí, đừng size cầu to. Bác càng dùng size cầu to thì nó càng quắn móng bác Tuấn Nguyễn nhá. Bác nên dùng những size cầu nhỏ thì nó giảm bớt hơn, ok chưa? Chim ăn khỏe hót giọng to có phải điều biểu hiện của chim khỏe không? Chính xác bác Cường Vũ chuẩn chỉ luôn nhá. Ok bác Happy Game nhá, bác đừng nhắn tin Zalo em nhá, em không có hạn chế trả lời qua Zalo tin nhắn, cho nên là cái gì bác cứ lên đây nhá. Tuấn Thảo 49 trả lời nhá, chào anh em Lâm Đồng nhá.
Có mấy cái lồng không xài mà nó bị mốc, cách giải quyết hay nhất làm sao chú? Ui dồi, rất đơn giản. Bác hiểu nhiệm vụ nhá, rất đơn giản. Nếu như là mà nó mốc mà nó không thâm kim, em cho chỉ cho bác Lê Hiểu Nhiệm Vụ Bác Tuấn nhá. Bác là một, em biết bác là một gọi là người có chất chơi tại thành phố Vũng Tàu, và cái tính của bác nó gần tương đương với cái bác Dương ở Bắc Giang. Em nắm bắt được cái tâm lý của bác. Bác là người có độ chơi, có chịu chơi, có chịu. Thấy chưa? Em nói thật đấy, bác là người có niềm đam mê, có chịu chơi, có chịu ấy. Nhưng mà tính của bác đang hơi nóng. Thấy chưa? Tính bác đang hơi nóng đấy, bác chưa nhẫn được nhiều. Và tính bác đang gần như tương đương như bác Dương ở Bắc Giang. Em rất là biết. Và em sẽ chỉ cho bác hai cách để bác phục hồi lại những cái lồng đấy nhá. Bác kiểm tra nếu như cây lồng mà nó mốc thâm kim nhá. Đầu tiên là mốc thâm kim thì bác chịu khó bác ra ngoài tiệm sơn PU ấy, giống như cửa hàng của em ấy, thấy chưa? Bác bảo họ là bán cho tôi một ít oxy, được chưa? Bác mua cho em tầm nửa lít thôi, không cần nhiều. Bác mua cho em tầm nửa lít nếu như nó mốc thâm kim nhẹ. Còn nếu như nó mốc nặng, bác mua thêm cho em một ít muối. Đấy, mà một số các ông mà bán hay cái đồ mà tẩy lồng chim ấy, mà tỏ tẩy thành phần ấy, đấy chính là cái oxy nguồn gốc xuất xứ của Thái Lan, được chưa? Ở trên cái can của nó là can nguyên thủy của nó, nhập từ Thái Lan về. Đó là cái can màu xanh vuông vuông này này. Đấy, các bạn nhìn vuông. Và một can như vậy là 30 lít, được chưa? Bác ra ngoài tiệm sơn PU, bác mua cho em tầm nửa lít thôi. Và một ít muối. Nó có bột khai ấy, đó là nguyên tắc ở trong PU thì nó gọi là bột khai, nhưng mà đúng của ngành sơn ấy gọi là muối, muối pha đấy. Thấy chưa? Thì bác lấy cái đó về, bác pha với nước, nước lọc, nước lạnh bình thường ấy. Thấy chưa? Và khi sử dụng bác phải đeo bao tay vào nhá. Bắt buộc bác phải đeo bao tay vào. Bởi sao? Bởi vì nếu như bác tiếp xúc với nó thì nó sẽ làm ngứa với đầu ngón tay này, nó ăn mòn mà. Nó ngứa với đầu ngón tay, cho nên là bác không được tiếp xúc với tay. Bác cứ quét lấy cái cọ ấy, bác quét quanh cái lồng cho em. Bác để khoảng chừng cho em 30 phút nhá. 30 phút sau đó bác lấy nước sạch, bác xịt sạch sẽ đi. Bác phơi khô và bác lên dầu lại cho em là cách thứ nhất an toàn, ok, hiệu quả đối với những con chim, những cái lồng mà mốc nặng. Bác Lê Hiểu Nhiệm Vụ nhá. Phút thứ hai mà cái lồng mốc bình thường, mốc gió, mốc bình thường mốc gió nhá, thì bác lại đưa ra và bác lấy cái nước rửa chén Sunlight, được chưa? Bác lấy nước rửa chén Sunlight, bác cũng pha nước Sunlight nó với nước rửa chén bình thường, giống y như mình rửa chén thế. Sau đó bác cũng lấy cái cọ, bác quét quanh cái lồng cho em sạch sẽ, được chưa? Sau đó bác cũng lại phơi nắng khô đi, sau đó bác vào dầu cho em. Thế thôi. Hãy bác Lê Hiểu Nhiệm Vụ nhá. Được chưa? Em bày là rất chuẩn chỉ nha. Vâng, kênh Kích Thích Trầm Mà thì họ cắt video để họ đăng, còn công việc online thì không phải của em nha. Nguyễn Tuấn, anh chia sẻ kỹ quá. Vâng, em chia sẻ là từng cách một rất là dễ nha. Trung Trần, lồng tre mà non mà và còn tươi thì nó mốc thôi rồi anh ạ. Cứ mưa liên tục 2 ngày là mốc ghê lắm anh ạ. Còn lồng xịn tre già thì mốc ít. Đúng rồi, chính xác. Tại sao em hiểu các bác này? Đấy, ví dụ cái lồng trúc. Đấy, một số anh em là em đã nói là cái lồng trúc là có biết là cái lồng Trung Quốc thì nó không bao giờ nó mốc. Thấy chưa? Tại vì Trung Quốc là nó xử lý tre từ khi còn cái thùng trong container, nó đóng ập vào phát. Khi mà nó xử lý tre là nó phun thuốc. Nó phun thuốc chống mối mọt. Đấy. Sau đó là nó phun dầu để ủ ra ủ trúc. Đấy, là nó bỏ trong cái thùng container ấy, nó đóng cái cụp và phát vào là 3 năm sau nó mới làm. Thấy chưa? Còn tre của mình ấy là chặt trên rừng về cái là luộc lên xong rồi là tạo màu lưu huỳnh. Đấy, trong là phơi sơ đem vào làm lồng thì nó bị mốc. Cách chăm lồng không bị mốc sao chú? À ok. Để mà lồng không phải mốc thì các bác phải chăm từ khi cái lồng mới đưa về. Đấy, bác Lê Hiểu Nhiệm Vụ nhá, các bác phải chăm từ khi về. Thì khi mới đưa về, các bác dù nhốt chim hay là không nhốt chim thì các bác cứ sử dụng bình thường, không gì phải lo lắng cả. Thấy chưa? Nếu như cái lồng mà nó ải, bác phơi mà nó ải, nó nhạt tre thì các bác lại đem ra quét dầu cho em. Thấy chưa? Quét cái dầu ở đây. Đây nhá. Quét cái dầu này cho em. Được chưa? Không màu không mùi và rất an toàn để rửa sinh học, được chưa? Đấy,
Một số anh em là dùng cái chân sang baby oil, cái dầu massage bé ấy, thì cái chân sang baby oil là dầu massage, thì trong đấy nó có chất tạo màu và cái lồng nó lên màu rất là nhanh. Nhưng các bác chùm cái lồng không xài mà chùm cái lồng lại là nó sẽ có mùi hôi, được chưa? Nó không ra cái mùi tre đó, cho nên các bác phải dùng cái dầu này được chưa? Đấy, nó an toàn và không ảnh hưởng tới sức khỏe con chim. Đấy, thứ hai nữa, và nếu như mà các bác thấy thời tiết mưa nồm liên tục thì bao giờ cái tre là gì? Tre là một dòng thân mềm sớ thẳng và háo nước, ok chưa? Tre là dòng thân mềm sớ thẳng và háo nước, cho nên là khi các bác thấy trời mưa to và các bác cộng với là độ ẩm lên cao thì cái tre nó sẽ hút ẩm vào thì bắt buộc nó sinh ra mốc, bởi vì cái tre nó chưa có độ chai. Thì các bác cứ đem ra rửa nước bình thường cho em và phơi lên sau nhốt chim lại, đừng quét dầu nhá. Còn cái lồng mà bác để không thì quét dầu bình thường cho em, không có gì cả, ok chưa? Đó là một cách chăm lồng không bị mốc, và các bác chăm thì em tầm một năm là cái lồng nó chai, nó chai đi là nó không còn mốc nữa, ok chưa? Đấy là em là bày cho các bác là từ A đến Z. Nghĩa Văn, thầy cho hỏi bấm móng thì mình bấm hết hay chỉ bấm hai móng sau ạ? À không, bấm móng thế này, không quan trọng là phải bấm hết và cũng không quan trọng là bấm bao nhiêu móng, cứ móng nào dài các bạn bấm móng đấy. Và thông thường thì có những con chim là nó dài đủ cả 4 móng, được chưa? Có những con chim nó dài đủ cả 4 móng và có những con chim nó chỉ dài mỗi một con móng giữa thôi. À, cho nên là cái cơ địa con chim nó có một khác, không con nào cho con nào cả. Có những con chim nó dài đồng độ cả 4 móng, 3 móng trước và 2 móng và 1 móng sau, nó dài đồng bộ luôn. Thế nhưng mà cũng có con chim nó chỉ dài đúng một cái móng giữa thôi, những con giữa ấy. Đấy, cho nên là các bác không quan trọng là phải là bấm bao nhiêu móng cả, cứ móng nào dài thì mình bấm móng đấy, không quan trọng nhá. Bác Nghĩa Văn nhá. Đây em vừa trả lời bác đó, bác Lê Như Vũ, em vừa trả lời xong. Em vừa trả lời bác cái gì? Bác Lập nói chỉ có chuẩn thôi. Ok bác Nguyễn Phúc Thịnh nha. Chim mà mở áo lồng ra là bông xòe có phải nuôi non? À không, có nhiều con chim bụi già mà nó chăm chủ nó thấy bình thường mà. Anh em trên TikTok gọi anh là nghệ nhân vitamin nano, đọc mà thấy buồn cười. Bác Lê Dũng em vừa trả lời bác đây. Chim thanh long xong rồi nhưng lông cánh chưa thay hết, có phải chim bị đứng lông hoang nó rụng sót? Bác của cháu vào đồng mê nhắc mà đứng mà nó sót lông. Thắng Vũ chào anh Lập nha, hay quá hay, cảm ơn Thắng Vũ nha. Bùi Trọng Quân, thứ tư này thì mà chim em rụng ba lông cánh có thể không? Dạ về nếu mà nó căng thì được, nhưng mà nguy cơ xỉa ngang rất là cao nha. Anh ơi có nên nuôi chim trong lồng lực 60 không ạ? Em anh chỉ cách ra lực trước mấy ngày đi thi và mấy ngày về là lại lực. Dạ lực 60 thì bác chăm bình thường, kể cả chăm lực trong lửa chết cũng được, thấy chưa? Và muốn đi thi thì bác ra trước 3 ngày là được nha. Chào bác Hải Thanh nha. Ok cho bác Lê Hồng Nhân Vũ, em trả lời bác rất rõ ràng rồi mà. Ok chưa? Nguyễn Tuân, anh cho hỏi cám cho vào khoáng có phải cho vào nữa không? Cám cho vào khoáng cho vào cám có phải cho vào nước không? À có chứ, thiết đẹp cả hai, vừa vào cám và vừa vào nước. Nguyễn Tuân nhá, cả hai. Chào bác Bùi Minh Hoàng nhá. Bác cho hỏi chim phơi nắng nó hay xoay cầu có phải chim căng lửa không? Chưa chắc căng, nhưng chắc chắn con chim nó đang có lửa khác, căng lửa khác và đạt lửa khác. Đạt lửa tức là con chim nó đạt cái độ lửa mà các bác đã chuẩn chỉ và các bác căn độ lửa chuẩn đủ độ ra dàn để đánh, được chưa? Còn căng lửa là khác, căng lửa và đó là thuộc dạng là có lửa, chưa căng, chưa đạt, được chưa? Dầu quét lồng bác có cần phơi nắng không bác? À không, chả cần phơi nắng, bác ở trong mát bình thường, tự khô, được chưa? Tự khô, tự lên màu, nhá.
Hàng chắc 2 ngày về chú. Vâng, chắc tầm 2 tới 3 ngày là tới bác Lê Hồng Như Vũ ạ. Chào bác Văn Duyệt Đỗ nha. Đúng rồi, chính xác Nguyễn Tuân, tức là vừa khoáng vừa cám là tầm 4 muỗng nhá. Dầu có gì thiếu nhà. Ôi giời, em thật bác chứ, đối với bác thì em thật bác chứ, em tặng bác cho dầu cũng được, có gì đâu mà phải thiếu bác. Bác Lê Thiên Vũ, thấy chưa, bác toàn thử lòng em thôi, nhưng mà em khó thử em lắm. Em thật, bác không có thử lòng em được đâu. Em chả thử bác thì thôi chứ bác thử em, bác đùa. Bác thích, bác bảo ừ là bơi anh hết tiền này, bác chú tặng anh chai dầu, ừ, ok ngay. Ngày mai em gửi cho bác gấp bác luôn. Gửi gấp cho bác ngay, có gì đâu bác thử lòng em, bác Lê Hồng Như Vũ. À, có gì đâu mà bác thử lòng em. Đố em có nhiều cái em còn tặng được chứ hướng như chai dầu. Đúng không ạ? Thử lòng và cái kết, đúng là bác Viên Hoàng đấy. Bác Lê Hồng Như Vũ là bác cái chơi kết quả này giống như chủ tịch ấy, thấy chưa? À, cứ chủ tịch giả danh công nhân thử lòng nhân viên, đúng không ạ? Vâng, các bác thấy em đấu giá cho một cặp lồng trúc và em tặng một giỏ nhá, em mới bắt về hôm nay. Đấy. Em tặng các bạn một giờ đấy, em mua rất là cao tiền hôm nay và em sẽ tặng món quà này cho anh em. Về hay thì anh em chơi, mà dở thì anh em tự chịu nhá. Ok chưa, em mới bắt về hôm nay và em nói rõ nguồn gốc là họ đo cho ăn cám niu thì hôm nay. Và em về em mới đổi cám hồi sáng nay, em cho ăn cám thiên điểu ca. Được chưa, em nói rất rõ ràng nhá. Ok chưa. Trung tống đủ tiền là hối anh đấu giá cả lồng trúc rồi, mê cái lồng sinh trúc lắm. Ui rồi lồng trúc thì bác khỏi phải suy nghĩ, đúng không ạ? À đừng đến giờ bác Vi phố phạm nhá, đừng giờ nhá. Được chưa? Các bác đã thích lên số 1 đi, 10 cái số 1 nhá, 10 người, đủ 10 người đấu giá cho nó rôm, cứ 10 người là được, ok hết nhá. Được chưa? Em đấu giá 3 phút thôi. Nhanh quá thì ạ, 4 phút đi. Ok, đấu giá 4 phút nha. 4 phút đấu giá xong để em xuống xem bóng đá là phù hợp nhất. Đúng không ạ? Nam Nguyễn 1, Phi Nguyễn Văn 2, Công Nghiệp Phạm 3, Đặng Văn Sinh 4, Vũ Phúc Hoàng 5, Nhân Dương Đức 6, Chiến Nguyễn 7, Hùng Phan Thế 8, Vũ Thúy 9, Vi Thái 10, Khiêm Mai 11, Ok Kha Hiên 12, Thanh Thanh 13. Ok anh em nha. Con mộc này thì đánh cánh thì miễn bàn, cánh đẹp lắm, chơi bộ hình rất đẹp, gọn bộ, đòn dài, lông mỏng nhá, màu đinh đổ, được chưa? Nói sơ qua rồi còn không nói nhiều. Một số anh em mà đã nhận những con chim em tặng rồi các bác biết, đúng không ạ? Và con chim mà em tặng cho bác Lê Hồng Như Vũ nhá, cố gắng chăm đàng hoàng nhá. Em đang chờ tin vui từ con mồi đấy bác Lê Hồng Như Vũ nhá, được chưa? Riêng ở trên la đây em nói thẳng luôn, cái con mồi mà em mua mà 19 triệu ấy, em tặng cho bác Lê Hồng Như Vũ ấy, được chưa? Bác Lê Hồng Như Vũ còn đây không? Bác Lê Hồng Như Vũ nhá, em đang chờ tin vui của con mồi đấy đấy nhá. Em cắn răng bực bụng em tặng bác con chim đấy, mà bác đâu ra lồng, em cắn răng bực bụng em tặng cho bác con chim đấy, mà em đang chờ con tin vui chim đấy nhá. Mà em nói thật với bác Lê Hồng Như Vũ, cho con chim đấy mà bác nuôi mà không ăn cờ được thì chứng tỏ trình độ nuôi chim bác thiệt không có gì để nói nữa nha. Không gì nói là bác Trần Vũ nhá, bác nên nhớ, bác phải nhớ con mồi cho em, và em luôn luôn theo dõi con mồi đấy, chẳng bác nuôi làm sao, được chưa? Em nói thật với bác luôn đấy, em sẽ nhớ mã con mồi đó và em theo dõi bác xem là con mồi đó bác nuôi làm sao, mà nếu mà không trả con mồi đấy thì chứng tỏ là bác yếu quá. Bác Lê Hồng Như Vũ nhá, ok chưa? Riêng con mồi em mua 19 củ em cắn trong bụng em tặng cho bác nhá. À, bắt đầu giá cái cặp lồng và con chim mộc đó là 16 triệu ấy. Thấy chưa? Em vẫn còn nhớ như in mà không có gì em quên. Con mộc, con mồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi.
thảo dược mới về. Dạ thông thường em gửi là 3 ngày, tầm 3 ngày là bác liệu nhiệm vụ nha. Ok chưa? Đấu giá một cây thôi rồi. Dạ, ok thôi đấu giá một cây cho anh em dễ chơi nhá, một cây thôi. Anh em thích thái hay sinh? Thích thái hay sinh? Anh em nào thích thái thì cái bình luận thái, mà anh em thích sinh thì bình luận sinh nhá. Em sẽ lấy số đông, một cây cho anh em dễ chơi nhá. Thế Trần mai nói vợ gửi hàng cho anh. Ok bác Thế Trần nhá. Long Bùi chắc được giá để nó đồ thầy ạ. À. Không đâu, bác lại bố bác là người có điều kiện đấy. Bác đời còn có điều kiện. Bác Hồng Văn Thế sinh này, Đức Hoàng Vũ Thái này, Hào Hoa Thái, Hiệp Trần Thái, nhân Đức Thái, Tùng Trần Thanh Thái, Khai Yên Thái. Ok, bác Giang Văn Thái luôn. Ok, Thái rất là nhiều nha, rồi chốt cái Thái nha. Ok, bác Nguyễn Duẩn Thái luôn nhá. Đấu giá một cái đồng Thái trúc. Và em tặng một cái mộc dở ngày hôm nay em mua cũng rất là cao tiền. Thấy chưa? Ok chưa? Đấu giá 8 thuộc nên chờ lắm. Vâng. Rồi em cũng chơi quả lớn, em cắn răng bụng em tặng con mồi, em mua 19 củ cho bác liều nhiệm vụ đấy. Mà em nói tiếp theo là em vẫn theo dõi con chim mồi đấy. Bác nuôi con chim đấy mà không ăn giải được thì không nói chuyện gì nữa nhá. Mình có làm gì inbox bà với chú không? Em không có nhắn, không nhắn tin. Tính nhầm mà không nhắn tin. Có gì là cứ alo thẳng chứ em không nhắn tin. Thôi nha. Dạ được bác Thế Trần, được nha. Ok. Đấu giá 4 phút nha. Bây giờ phút thứ 68 này và kết thúc thứ 72 và xong xuống live này anh em xem bóng đá là vừa nha. Được chưa? 3, 2, 1, bắt đầu nhá. Rồi. Chơi đi thầy ơi. Ok bác Giang Văn Man, bắt đầu đó. Kết thúc phút thứ 72 nhá. Bác Tùng Lâm 4 triệu này. Thấy chưa? Bác Giang Văn Văn 6 triệu 666 nghìn này. Bác Phúc Hoàng 6 triệu sau nhá. Bác Vũ Thúy 8 triệu này. Bác Hoàng Hải 8 triệu sau nhá. Bác Phi Bạch 10 triệu này. Thấy chưa? 10 à bác Phi Bạch 10 triệu 500 chứ quên. Bác Hoàng Hải 11 triệu. Chú buồn mình chuyện gì vậy? Ý là coi em buồn là em mất con mồi chiến của em. Em thấy cho bác, em mất mồi chiến mà em đang thấy rõ con chim đấy ấy. Bác nuôi con mồi đấy mà không ăn trả thì em cứ biết buồn nữa cơ. Thấy chưa? Bác Nhân Dương Đức 12 triệu này. Bác Nhân Dương Đức 12 triệu nhá. Bác Hải Vũ Mạnh 13 triệu này. Còn 1 phút anh em nhá. Bác Phi Bạch lắm lồng VIP quá. Ui trời, bác Phi Bạch thì hơi mấy cái lồng VIP ấy. Đừng buồn người nhân. Vâng em buồn. Ý này em đang tiếc tí thôi, không buồn. Tiếc thôi. Nói chung là anh em chơi cũng như mình chơi thôi. Đúng không ạ? Anh em chơi cũng như mình chơi thôi. Đấy. Nhưng mà trong những lần mà em đấu giá là lần đấy là em thất thoát nhiều nhất. Đối với bác Liều Nhân Vũ là em thất thoát nhiều nhất đấy. Một cặp lồng với lại một con chim em mua 19 triệu mà em phải cắn răng một bụng đấu giá có 16 triệu à. Bác Nhân Dương Đức 13 triệu 500 này à, bác Công Nghiệp Phạm 13 triệu 500 sau nhá. Còn 30 giây nhá. Mình cảm ơn chú. Ok bác Liều Nhân Vũ nhá.
Đúng rồi, không tiếc. Ý là buồn thế thôi chứ không tiếc. Hổ mang, hổ mang vẫn là thối ruột. Đúng rồi, bác đừng nhắc cái chuyện cũ nữa, bác Phương Trần đâu. Bác đừng nhắc cái chuyện cũ của em nữa. Bác Nam Nguyễn 13 triệu 600 này. Còn 5 giây. 4 3 2 1. Hết giờ nhá. Bác Nam Nguyễn dẫn đầu 13 triệu 600 nhá. Bác Nam Nguyễn không chốt thì em chốt cho bác Nhân Dương Đức này. Được chưa? Cảm ơn bác Tấm Thổ nhá. Bác Nam Nguyễn như Quảng Ngãi bác có đấu giá này này. Nhớ nhớ bác này đấu giá hình như có tại bác con chim rồi thì phải. Có tại nhà bác con chim rồi. Và bác Nam Nguyễn alo cho em nhá. Đấy, không alo là em chốt cho bác Nhân Dương Đức này. Bao nhiêu đó là 13.500 trước bác Công Việt Phạm. Ở chỗ này em phải chốt cho bác Công bác Nhân Dương Đức trước nha. Vâng, à đúng rồi, có chi nó về sao đây bác? Để cho tôi đi. Bác Nhân Dương Đức trước bác, cho nên là cứ phải lần lượt. Em chơi xanh chín lắm, chứ em không có thiết bị bất cứ một ai cả. Ai cũng là anh em cả. Nhát quá, chả nhát, bổi nó phải nhát chứ bác. Đúng không? Bổi phải nhát. Hoa lê chim em đánh nết thun cổ lại có sao này? À không, những con mà nết đánh mà hay thun cổ ấy, đặc biệt những con cổ ngắn ấy, thì nó có cái nhược điểm là khi mà xuống lực thì nó hay mất hình bộ. Bác Hoa Lê nhé, đó là cái nhược điểm của những con chim cổ rụt. Mặc dù có nhiều con chim rất là hay, chơi rất tốt, nhưng mà chỉ cần xuống lực phát là nó mất hình bộ ngay. Đấy, nguy cơ bị loạn rất là cao. Bác Hoa Lê nhé, chứ còn bình thường nó chả sao, bình thường không sao cả. Được chưa? Rồi qua 2 phút rồi nha, không thấy bác Nam Nguyễn alo nha. Em chốt cho bác Nhân Dương Đức này. Thấy chưa? Đấy. À bác gọi rồi bác ạ. Bác gọi rồi. Chào bác Hồng Chu nhá. Chào bác Cống được. Thôi em chào tất cả anh em nhá. Bác Nam Nguyễn bác alo rồi nhá. Chia buồn với bác Nhân Dương Đức nhá. Đang định chốt cho bác Nhân Đức thì bác alo mất rồi. Thôi chào tất cả anh em nhá. Hẹn anh em tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhá.